Một ngày cái đất thể của Việt thân mến, và quả thật đúng là nước biển mênh mông, không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng, không phủ kín công cha. Và tân tảo sống hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở cuộc đời của con. Vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, và để tỏ lòng thành kính với tập thể quý vị quan khách có mặt trong bữa đại tiệc ngày hôm nay, thì anh Tiên xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình của chúng ta hãy cùng nhau cúi chào tới tập thể quý vị bằng một cái cúi chào thật sâu. Một lần nữa trân trọng và kính mời. Vâng, và tập thể quý vị hãy dành cho đại gia đình của chúng ta một chào và thật lớn nữa được không ạ? Rồi, quý vị rất là nhiều. Và kính thưa tập thể quý vị thân mến, và hiện tại trên sân khấu của chúng ta đó là sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Thu Hà Thánh Duyên cùng chú rể Văn Hợp của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được ra mắt tới tập thể quý vị, và quả thật đúng là yêu và được yêu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của cuộc đời, mà con người là món quà vô giá một cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Cũng như cầu vồng thì bắc qua cơn mưa thì luôn tỏa ánh sáng hào quang, như có tình yêu cao sang và tình yêu mạnh mẽ, dù ngày mai còn gian nan vất vả, đôi bạn trẻ của chúng ta đã không ngại bước qua một tình bạn chân chính, và để rồi đã bước đến một tình yêu chung thủy. Và trở về ngày hôm nay đây, anh về theo với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về theo với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình rồi lại với ta. Tròn xanh đôi đứa mặn mà tình thông gia, tình yêu đôi bạn đẹp như là ánh bình minh. Rồi vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và được sự đồng ý của hai bên gia đình và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại, hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2023, tức ngày 18 tháng 9 năm Quý Mão, tại gia đình nhà gái bản Kẹ Nhơn, xã Trường Mông, Mai Sơn, Sơn La, MC Anh Tiên là người kết nối chương trình. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ vô quy của đôi bạn trẻ cô dâu Thu Hà Thánh Duyên cùng chú rể Văn Hợp xin phép được bắt đầu. Vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, những tràng pháo hòa quyện và những tràng vỗ tay của tập thể quý vị quan khách vừa rồi cũng đã minh chứng rằng kể từ giây phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đó chính là cô dâu Thu Hà và chú rể Văn Hợp đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi, trước sự chứng kiến của tập thể quý vị quan khách có mặt trong bữa đặc tiệc ngày hôm nay rồi phải không ạ? Vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, đến giờ phút trang trọng này xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Hợp hãy nắm chặt tay của cô dâu Thu Hà và cùng bước lên một bước, xin mời. Vâng, các thưa tập thể quý vị thân mến, và đến giờ phút này xin được trân trọng kính mời tập thể quý vị quan khách của chúng ta hãy cùng nhau bỏ những chén rượu và những đôi đũa của mình xuống, và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu, và chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến buổi lễ trao tặng quà của hai bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, các thưa tập thể quý vị thân mến, và đến giờ phút trang trọng này xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thu Hà cũng có những món quà kỷ vật của mình để dành tặng cho hai con, xin mời. Vâng, kính thưa tập thể quý vị thân mến, và nhiều món quà của hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và đó là tình cảm của hai bên gia đình, tình cảm thiết bậc làm cha làm mẹ dành gửi tặng cho hai con trên ngày vui, ngày cho đoàn nhất của đoàn bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa tôi cho phép những người làm chương trình vẫn được phép thay mặt cho cô dâu và chú rể tôi xin cảm ơn nhiều món quà của hai bên gia đình, và xin chúc cho hai bên gia đình của chúng ta sẽ có một sức khỏe là dồi dào và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, và luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho các con sau này. Một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Vâng, các thưa tập thể quý vị thân mến, và tập thể quý vị quan khách của chúng ta hãy dành tặng cho đại gia đình của chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ?
Rồi, quý vị rất là nhiều. Và kính thưa tập thể quý vị thân mến, và ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Hợp phải nắm chặt tay của cô dâu Tu Hà và cùng nhau tới lên bên tháp đi rượu tình yêu. Xin mời. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy cầm chai rượu sâm panh thứ nhất lên đi ạ. Vâng ạ, chú rể kiểm tra chai rượu có còn nguyên không ạ? Còn nguyên anh ạ. Vâng, và xin mời chú rể hãy xé chiếc tem Made in Việt Nam của ta ra được không ạ? Vâng, xin mời chú rể hãy tháo bỏ chìa khóa sắt đi ạ. Vâng, xin mời chú rể hãy lắc cho thật mạnh đi ạ. Lắc cho thật mạnh ạ, mạnh mẽ lên đi ạ, mạnh mẽ lên đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Xin mời chú rể hãy dùng ngón tay cái của mình để phối diện sắp anh ạ. Mạnh mẽ lên chú rể ạ. Mạnh mẽ lên đi ạ. Vâng. Vâng, rất là thành công. Và xin được chào kính mời các bạn trẻ của chúng ta cùng tay trong tay rất là thân diện tình yêu. Xin mời. Vâng, các bạn có thể có vị thân mến, và quả thật đúng là em như chén rượu đầy, anh chưa uống mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, cho anh xin uống để say suốt đời. Và các bạn có thể có vị thân mến, những giọt rượu đang chảy theo tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là những ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu. Và những làn khói trắng lan tỏa theo tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay cũng minh chứng rằng kể từ giây phút này đây, các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi, trước sự tình yêu và toàn thể của vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vâng ạ, xin mời chú rể hãy tiếp tục đến từ rượu sâm banh thứ hai. Xin mời. Vâng ạ, vẫn công việc cũ của mình ạ, xé sẽ là bóc và vẫn phải sóc thêm một tí nữa chú rể nhá. Vâng, rất tuyệt vời. Vâng, xin mời chú rể tháo bỏ chìa khóa sắt ạ. Vâng ạ, chiếc khóa két sắt của nhà mình nha. Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, vẫn là sóc ạ. Vâng ạ, rất tuyệt vời. Mạnh mẽ lên đi ạ. Thêm một tí đi ạ, thêm một tí nữa. Vâng, rất tuyệt vời. Các bạn có thể dùng ngón tay cái của mình ạ. Vâng, rất là thành công. Vậy các bạn, và xin được chào kính mời các bạn trẻ cùng nhau tiếp tục rất là tháp bây giờ tình nhau. Xin mời. Vâng, và một nửa chai rượu. Xin mời các bạn trẻ chúng ta cùng rót xuống 6 ly trên bình tiệc. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị thân mến, chai rượu sâm panh thứ hai vô cùng đầy ý nghĩa, và đó là tình cảm của cô dâu và chú rể dành lên những bậc thần sinh, những bậc sinh thành của mình trong buổi trưa ngày hôm nay để cảm ơn công lao nuôi dưỡng sinh thành dư dục của mình, phải không ạ? Vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị thân mến, và đến giờ phút trang trọng này xin được trân trọng kính mời cô dâu Thu Hà hãy nâng hai ly rượu lên phía phái đoàn họ gia đình nhà trai, và xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Hợp hãy nâng hai ly rượu lên phía phái đoàn họ gia đình gái. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị thân mến, tập thể quý vị quan khách của chúng ta ơi, tập thể quý vị quan khách của chúng ta đã cùng nhau đến đây rồi, thì chúng ta đã cùng nhau bớt chút thời gian và ngọc thời gian quý báu của mình cùng nhau trở về đây chung vui cùng với đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Vâng, và đến giờ phút này xin được xin chào kính mời các bác trưởng mông chúng ta đã rồi ạ. Chúng ta cùng nhau rót rượu đầy chưa? Đầy chưa? Khay đi là khỏi 60 pa mê pi nong hâu, pha cá nạc khấm chén lẩu, pha cá tớn cứ nước super mê pi nong nơ. Mọi người xin mời tập thể quý vị, chúng ta sẽ cầm nhau cầm lấy ly rượu của mình và chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên được không ạ? Vâng, một hình ảnh rất là tuyệt vời phải không ạ? Mọi người, và xin được trân trọng kính mời tập thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cầm lấy ly rượu của mình và chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên để cùng uống rượu chung với tập thể quý vị phải không ạ? Mọi người, và anh Tiên sẽ từ 1 đến 3 và tập thể quý vị quan khách chúng ta hãy cùng nhau 1 2 3 vô, 1 2 3 uống được không ạ? Chuẩn bị chưa? Anh em ơi, cả nhà mình ơi, 1 2 3 hào hắn nữa không em tin đâu ơi. Vâng, chúng mình anh em gia đình có cái đi chợ của mình được không ạ? Vâng, và một lần nữa xin được
cảm ơn những chén rượu và tấm lòng của tất cả các vị quan khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và xin chúc cho toàn thể các vị quan khách của chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào. Vâng, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng là diễn hai bên gia đình của chúng ta sẽ quay sang để bắt tay với nhau để gắn kết tình thông xa hơn. Xin mời hai bên gia đình. Vâng ạ, và một lần nữa xin chúc cho đại gia đình của chúng ta, vâng ạ, sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào. Và kể từ giây phút này hai bên gia đình của chúng ta đã cùng nhau trở về một mái ấm gia đình rồi. Vâng, kính chào toàn thể các vị thân mến, và ngay giây phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cũng như là diện hai bên gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau bước xuống từng bàn tiệc để cùng uống rượu chung vui với toàn thể các vị. Một lần nữa trân trọng kính mời hai bên gia đình, xin mời.